Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bò không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mới trải qua cơn đại dịch Covid-19. Cho dù là tang thương, nhưng mà những người còn sống như chúng ta hôm nay nghĩ lại thì thấy rõ ràng lúc đó không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt giai cấp, giàu nghèo gì hết. Nhà thờ, nhà chùa giúp được ai, phân phát lương thực cho ai, không cần phải thuộc giáo xứ Hòa Hưng hay là nhà chùa này, đều có thể phát được thì phát. Cái hình ảnh đó giúp chúng ta thấy có một sự liên đới, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, cái gì cả. Thì hôm nay tin mừng nói với chúng ta, Gioan Tông Đồ nói: Chúa, có những người ngoại bang, ngoại giáo, sao lấy danh Chúa mà làm cái này, làm cái kia? Thì Chúa bảo ngay: đừng chống lại, đừng có nói người ta. Người ta lấy danh nghĩa thầy, người ta làm việc tốt đẹp, người ta lấy danh nghĩa nhà thờ Hòa Hưng làm việc tốt đẹp, nghĩa là người ta không chống lại chúng ta là được rồi. Làm việc tốt đẹp mà, chứ có đâu phải là lấy danh nghĩa Chúa mà làm những cái chuyện xấu xa. Vì thế chúng ta thấy cái sự liên đới đó vô cùng quý giá cho chúng ta ngày hôm nay. Từ trong gia đình chúng ta vì danh Chúa, chúng ta làm cái này, làm cái kia, bác ái, yêu thương, kể cả những người không cùng một đức tin, không phải là công giáo đi nữa, chúng ta giúp được thì giúp. Và người ta cũng ngược lại, chúng ta thấy người ta giúp mình thì là đáng quý. Vì thế chúng ta thấy lâu lâu có những ý lễ là cầu xin cho các linh hồn ngoại giáo, các linh hồn tôn giáo bạn. Ủa, mình là công giáo, mình chỉ có cầu nguyện cho những người có đức tin, có công giáo thôi chứ, tại sao lại cầu nguyện cho những người không có đạo? Đó là sự liên đới. Bởi vì chúng ta thấy Chúa có lòng thương xót của Ngài một cách riêng. Ngài muốn cho người ta cả đời người ta không có tin Chúa, nhưng mà phút giây hấp hối nào đó người ta tin trong cái thầm kín người ta mình không biết, thì Chúa cũng cứu độ. Và Chúa thấy người ta ăn ngay ở lành ở đời này, người ta sống tử tế đàng hoàng, người ta cũng có thể một lúc nào đó cũng như tin mừng hôm nay đã lấy danh nghĩa của Chúa mà làm những điều tốt đẹp, thì Chúa có lòng thương xót, Chúa có thể cho họ hưởng phúc nước trời. Đó là tùy vào
cách riêng của Chúa chúng ta không có phán xét được. Nên tất cả tâm tình đó để chúng ta thấy Thánh Marco hôm nay nói rõ từng điểm một. Thà cái thân thể của mình nó bị khiếm khuyết, cụt tay, cụt chân, chột mắt gì, để làm gì? Để mình giữ được cái tình hiệp thông, giữ được cái ơn lành của Chúa ban cho chúng ta, hơn là cái thân xác này trọn vẹn mà phải sa hỏa ngục. Cái điều đó mới là điều đáng nói. Và hơn nữa, ơn của Chúa chúng ta không có phen bì. Nhiều khi chúng ta thấy, ủa, anh đâu có theo Chúa đâu mà sao anh có những cái ơn lạ lùng. Như bài đọc một hôm nay, ông Mô-xê ông nói, anh ghen giùm tôi à? Ghen là ghen cái gì? Ủa, tại sao hai cái anh ngoại bang kia để được thần khí Chúa hướng dẫn để làm những cái điều tốt đẹp, mê đát và ê đát? Thì đó, cái đó là cách riêng của Chúa, chúng ta không biết được cái cuộc sống hôm nay. Nên tất cả tâm tình đó là gì? Thưa, ngày hôm nay chúng ta sống trong một thế giới không có độc quyền, không có độc tài nữa. Độc quyền, độc tài là dẫn đến cái hậu quả như chúng ta thấy trong lịch sử thế giới để lại. Và cái cạnh tranh ngày hôm nay nó rất là đáng tiếc. Cái cạnh tranh để mà tiến thân, để mà thăng tiến, chứ không phải cái cạnh tranh để mà đạp đổ người ta, để mà làm những cái điều chèn ép người khác, là Chúa hôm nay đã cảnh cáo. Nên chúng ta, tâm tình chúng ta hôm nay, chúng ta ngồi đây trước những người thân yêu, trong những cái hũ hài cốt này, đó là một cái ý nghĩa trong cái tình liên đới hiệp thông. Thì chúng ta cầu nguyện cho các đấng bậc, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, các linh hồn trong giáo xứ chúng ta được diễm phúc, được qua lời cầu nguyện của chúng ta mà Chúa ân thưởng nước trời cho các ngài. Amen.